Anh em thân mến, hôm nay mình sẽ cùng anh em thiết kế một cái thùng xốp. Thùng xốp theo mẫu số thùng xốp 2 kg đi. Một cái thiết kế tương đối phức tạp và mất thời gian. Đấy, thì ở đây thì, chúng ta sẽ chọn khởi động SketchUp lên 2023 nhé. Các bạn nhớ này, SketchUp 2023. Và chúng ta khởi động là ở cái chế độ là Centimeter này. Đấy, tức là ở cái template là Centimeter nhé. Chúng ta chờ một chút để cho nó khởi động lên. Ok, khởi động xong. Bây giờ chúng ta khả năng sẽ phải chọn cái màu của template. Bây giờ chúng ta không mất thời gian vào chọn màu nữa, chúng ta sẽ đưa cái hình ảnh mà chúng ta định thiết kế vào đây. Đó. Đưa tất cả các mẫu vào nhé. Tại sao chúng ta phải tất cả các mẫu? Bởi vì chúng ta phải biết trên, dưới, trong, ngoài của một cái nắp là trông nó như thế nào, chúng ta mới thiết kế được. Thực ra thì mình thấy rằng cái này nó rất mất thời gian, nếu mà trí tuệ nhân tạo nó có thể làm được thì tốt nhất là làm theo con người. Nhiệm vụ của trí tuệ nhân tạo là như vậy. Chúng ta sẽ cho cái này quay quanh. Quay quanh cái thùng của chúng ta càng gần càng tốt nhé. Để chúng ta có thể thiết kế được. Giá mà có một cái tool mà nó giúp chúng ta vẽ được nhanh thì tốt. Ở đây chúng ta sẽ vẽ cái thùng kích thước là thùng 2 kg, kích thước là 32 x 22 x với 14.5 nhé. Trước hết chúng ta vẽ một hình chữ nhật đi. Chúng ta tiến hành đo kích thước của nó. Chúng ta sẽ có kích thước lại 32. Và 22. Đây không hiểu sao nó lại cứ về 22.1, không về 22. Ok, như vậy là cũng tương đối chính xác rồi đúng không? Cao là 14.5 là các bạn nhé, 14.5. Ở Google thì nói rằng tôi có một trái tim đấy. 14.5 là chiều cao đến mép của cái nắp nhé. Thế thì ở đây chúng ta sẽ làm như là chúng ta trừ đi 2.5 thì còn 12 thôi. 12.0 cm đúng không? Chúng ta chọn đúng là 22 đi. Rồi ok. 32 và 22 và 12 đúng không? Ok, đấy là cái kích thước. Thế bây giờ để vẽ cái nắp thùng thì chúng ta sẽ chọn một cái bên này. Và chúng ta sẽ đo kích thước của nó. Giả thuyết rằng là cái nắp thùng là cao 2.5. 2.5, chúng ta hoàn toàn có thể vẽ được 2.5 nhé. Chính xác luôn, 2.5. Ở đây chúng ta sẽ chia ra. Đây là cái nắp thùng ấy, các bạn nhìn thấy nó sẽ hơi cong xuống một chút đây. Đấy. Các bạn nhìn thấy cái nắp thùng này này, nó hơi cong xuống đây. Yeah. Thế thì mình đã đo được là cái đoạn cong ấy nó dài 5 cm. Ta đo đúng 5 cm hai bên nhé.
Trông vẻ giống giống rồi đấy. Xoa đi. Xóa đoạn giữa đi. Mà thiết đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ đo từ đây đến đây là 2,5 bởi vì thùng giấy 2,5. Đúng không? Bởi vì nó cái nắp ấy là nó có một cái phần ở bên dưới. Phần lồi ra bên dưới này. Thế các bạn nhìn thấy đây. Đấy, chúng ta sẽ vẽ đúng như thế. Và cái phần đấy là cao 20 hoặc 15 này. 1,5 cm hoặc 2 cm này, 2 cm. Đúng không? Vâng, chưa đến 1,5 thôi. Không đến đâu, khoảng 1,2. Đấy. Sau đó chúng ta vẽ thêm một cái đó. Từ bên này chúng ta sẽ phóng kéo kích thước ra. Nhưng trước khi kéo thì chúng ta phải vẽ cho nó bo tròn lại đã. Từ từ đã. Bo tròn các cái mép này. Chắc là cái đoạn này nó hẹp quá cho nên nó không bò được các bạn ạ. Không bò được. Thôi, bỏ qua đi. Phần đấy tương đối hẹp, chúng ta sẽ bò nốt bên này đi. Được chưa? Đấy, sau đó chúng ta sẽ kéo ra. Chúng ta kéo ra sao cho cái chiều rộng cũng là 22 cm nhé. Ok chưa? Chúng ta lưu file vào. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần bên trên của nó như trông như thế nào nhé. Bên trên của nó sẽ có một ô vuông lồi lên này và thương hiệu này vào một cái phần ở giữa. Là cái phần cầm nắm đúng không? Đây, ví dụ cái này chúng ta sẽ vẽ như này thôi và tên thương hiệu đúng không? Giả thuyết rằng mỗi bên là 5 cm đi, chúng ta để 4 thôi, mỗi bên 4 cm. Giả sử cái tay cầm, phần núm tay cầm là rộng 1 cm thì chúng ta sẽ để mỗi bên 0,5 này. Phần núm giữa. Đấy, thì ở đây cái phần này cũng là 1 cm đúng không? Và nó chiếm là bằng khoảng độ một nửa. Mười một thì đây là 22 thì nó rơi vào 10, tức là mỗi bên là 5. Và mỗi bên chỉ là 4 thôi.
và rộng là cũng như 1 cm. Đúng không? Sau đó chúng ta sẽ vẽ một hình. Vùng này. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Xóa bớt đi. Đấy. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái đoạn. Ok, chúng ta sẽ cho nó xuống này. 1 cm nha. Đấy, 1 cm. Đấy, ta sẽ bò tròn lại. Rồi.